Xin chào anh em, video clip hôm nay là hành trình đi biểu diễn và xem giải bóng đá 7 người đỉnh cao của thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Chuyến đi lần này đã cho mình thấy một Quy Nhơn với rất nhiều tài năng bóng đá. Anh em cùng nhau xem hết video clip nha. Hảo Đà đội trưởng của Gia Thị nó chúc bóng. Hảo Đà khá nguy hiểm. Bên trong đó là Hảo Đà. Lập tức đã có sự tiếp ứng đến từ Hảo Đà. Cùng chờ xem quả đá phạt trực tiếp này dành cho Gia Thị. Kết thúc. Và như vậy thì số là 1-0 dành cho Gia Thị. Toàn thắng. Quá hay. Cười dành cho Bún Đậu Vị Nha. Và như vậy tỷ số đã được mở dành cho Bún Đậu Vị Nha. Đây. Tadi Maria. Sự cố gắng của Tadi Maria vẫn còn. Tadi Maria. Đây là sao cười dành cho Tadi Maria. Trái bóng không. Trời ơi. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, mình vừa hạ cánh tại sân bay Phù Cát, đi Bình Định biểu diễn giải đá banh ở Quy Nhơn anh em ơi. Vô tình đi máy bay chung với lại Tài Di Maria. Ghê chưa. Cởi trang ra nè, cho anh em thấy à. Đó. Đây là Tài Di Maria, tên thật là Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1993 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Hai anh em vô tình đi chung chuyến bay, sau đó bắt xe đi về chung luôn. Đợt này em nói về quê đá giải QBL, giải đấu mà mình sẽ biểu diễn khai mạc vào tối nay. Này đá đội nào giờ Tài? Bún đậu Vị Nha. Bún đậu? Vị Nha. Vị Nha hả? Dạ. Ok, nay đá trận mấy giờ? 8 giờ. Rồi, tối nay thả sáng nha, lên clip luôn. Okay. Về đến trung tâm thành phố Quy Nhơn thì làm nhẹ ly cà phê miền Trung cái nè. Áo xanh là Hoàng Huy Môn, bạn của Tài Di Maria, cũng là ông bầu của đội Bún đậu Vị Nha. Giờ mới thấy đẹp trai nè, nãy đeo khẩu trang không đẹp lắm. Tài Di Maria từng ăn tập lò chuyên nghiệp của trẻ Bình Định, đến năm 21 tuổi mới dừng, không theo chuyên nghiệp nữa. Năm 2019, Nam tiến vào Sài Gòn, và từ đó, sự nghiệp bóng đá phủi của chàng trai trẻ này bắt đầu từ đây. Đâu đây? Đây là Hảo Na, một cầu phủi có tiếng tại Bình Định. Giải này Hảo Na đá cho Gia Thiện. Bún đậu mắm tôm. Ý là tôi nói là kêu là quá lấy, sáng lấy ngon. Lấy một cái phòng cho em ghé ổng đó hả? Bữa trưa. Trời ơi, ai mà mạnh? Tôi bữa giờ tôi nói chuyện với Dũng Nghiêu em mà. Trời ơi, ai mạnh mày? Tôi uống cái pha vô bình thường không? Ok. Bác con về. Về khách sạn nghỉ ngơi và 2 tiếng sau. Ngoài kia là biển Quy Nhơn. Và đây là quảng trường Nguyễn Tất Thành. Vì có tượng Nguyễn Xuân Sắc, Nguyễn Tất Thành. Vậy chứ, hồi nãy mình không có đứng bệnh. Xung quanh rất nhiều núi. Quá trời núi luôn. Trời rất là đẹp. Mình sẽ đi dạo biển tí xíu, sau rồi mình sẽ lên sân banh. Sân banh thì cũng gần đây thôi. Lẽ ra là giờ ra sân banh rồi, nhưng mà tại sân banh cũng gần biển nên ra lạc ra biển, ngắm biển một tí rồi sẽ ra sân banh nha. Bình thường là đi nhóm Long Lam, ba anh em đi nói chuyện vui, chụp hình cho nhau. Nay đi có mình, sáng thì đi chung với lại Tài Di Maria. Xong ra đây gặp một người bạn mới, Mon. Hai anh em giờ thì về nghỉ ngơi, mình đi lang thang. Đường xuống bên kia, mày nhảy xuống thôi chứ đi kia xa. Ê. Gần ráng, tiên xa. Đây có một sân đánh bóng chuyền ở đây. Ở trên kia có sân banh nữa kìa. Đồng thế, đây có sân banh ngoài biển luôn. Khung thành sân 7, rưới lách tan hoang. Đồng dù quá anh em. vô. Quá ghê. Sao? Điều gì? Ủa, chú thấy đi bị tai đúng không?
À. Hả? Bye bye. Ok. Chú. Chú okay. Chú đá highlight hay lắm đúng không? Hả? Chú đá highlight sao chú hay đúng không? Không, chú đá bình thường à, không hay lắm đâu. Hả? Giờ Tân Banh hả? Vỗ tay đi mới làm cho coi. Bây giờ giờ cũng là quay luôn mà ta để lên đầu. Mới có mấy chiêu nhỏ lẻ thôi mà mấy bạn nhỏ thích quá trời. Nhầm chân ha. Ok, hai vòng ha. Ok, chờ tiếp đi. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vừa quá nè. Đăng lên hả? Đăng lên solo hả? Ok, để đăng nha. Dạo chơi tí xíu thôi. Giờ thì ra sân thôi. Sân bóng Nguyễn Thị Định. Đang đi trên đường, thấy cái quán chợ hải sản. B là mê, D là phê. Quá trời hoành tráng luôn. To, giá mang to. Sân banh ở bên này, quán nhậu ở bên kia. Đá xong qua ngồi hợp lý chứ hả. Đây danh trại quân đội. Đã vô sân cỏ nhân tạo Nguyễn Thị Định. Hello anh Vương. Hả? Đã hả? Đồ đỏ luôn á. Tài Di Maria ở chung với em. Phòng ấy ổn không? Dạ ok anh. Cũng sạch sẽ. Sạch sẽ mà gần chỗ đây. Dạ đúng rồi, đi bộ qua luôn nè. Nãy em đi bộ qua đây. Đúng rồi, đi bộ ra biển xong đi bộ ra đây luôn. Máy quay 360. Dạ. Em thấy gần hả? Đây là Đào Duy Vương, trưởng ban tổ chức giải WBL Cup 2023, người mời mình ra Quy Nhơn giải lần này. Ờ, thì sợ không có con mát thấy gần. Chào Phạm Trọng Thi nha. Mai đá, hôm nay ghiền quá, cũng muốn đá kèo này lắm nè. Nhưng mà thôi, để lát giữ chân làm. Bá tài trận này có vẻ là U60. Tóc bạc phơ. Tới tuổi này vẫn đi thổi trong tài được thì có nghĩa là rất là đam mê bóng đá nha anh em. Yêu nghề. Ăn bánh xèo anh em ơi. Bánh chán ngoài này thì best gen rồi. Nguyên miếng bánh chán rất là dày. Và lúc nào cũng có rất nhiều rau. Bánh bèo chán. Rồi để 20 cái luôn rồi, chút tính tiền rồi đưa tiền tiếp. Đưa bộ 30 cái. Đã chưa? Nè, thấy ba xe đây không? Rất là nhiều ở đây. Dưới kia nữa. Không lấy thẻ, không mất. Vô, đá banh, ra xe còn nguyên, đi về. Chỉ có miền Trung thôi nha anh em. Đó, một dọc xe dưới kia nữa kìa. Không cần lấy thẻ. Không ai quản lý cả. Đậu vô thôi. Đá banh đã đời đi ra. Vẫn còn nguyên nha anh em. Đây là cái loa lát sẽ phát nhạc của tôi biểu diễn nè anh em. Mấy anh em đang bưng vô trong sân. Đây. Set up backdrop, hệ thống livestream, dàn giáo để quay phim, để khai mạc giải. Mình là khách mời duy nhất biểu diễn trong cái khai mạc giải. Khiên bắt rớp qua đây. Giải bóng đá sân 7, 8 đội mạnh. Quy Nhơn mở rộng. Tranh cúp B Club. 8 đội tham dự. Gia Thiện, bún đậu vị nhà. Nội thất Kiến Duy. Mộng Mơ FC,
Vương Bà FC, Huệ Nam FC, chủ nhà V-Club FC, Baby Xuân Quang. Đây là ekip livestream bóng đá Lion Media của bình luận viên Dương Minh Hiếu. Em nó hay làm ở Sài Gòn nhưng đợt này cũng bay ra Quy Nhơn phụ anh Vương Sáu Còi. Đâu chết đi. Còn lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Năm hả? Còn lớp mấy? Sáu. Lớp 6 hả? Đúng rồi. Ở sao đây lớp 5 to vậy mà lớp 6 mỏng nó, vậy? Nó uống sữa con voi á. Dạ. Đại cáo thì quen quen thôi nhỉ. Kéo vừa cũng không quên kéo. Không một đội tuyển hả? Rồi, trước khi bắt đầu trận đấu giữa Gia Thiện FC và Nội Thất Kiến Duyên FC thì mời anh em xem mình quậy ít skill nha. Đó là thủ môn áo số 1 Bá Bảo, số 10 Chí Trường, số 4 Minh Khánh. Thêm một màn khai mạc rất thú vị cũng như đặc biệt đến từ nhân vật mà ta biết rất nhiều, đó là Thi Phi Tài, người của bạn có mặt tại thành phố Quy Nhơn để cùng đồng hành cùng với giải đấu và đơn vị V-Sport. Tuyển người cũng đang chơi cao nhất trên đội công của đội bóng Nội Thất Kiến Duy, đó là Công Lợi, cầu thủ áo số 10. Trước đó thì anh đã vừa có được một còi 10-10 để tiếp cận phần sân của Bá Bảo, nhưng tiếc rằng cú sút cuối cùng thì bóng lại đi ra cột dọc. Thảo Đà vỡ cờ xuất sắc không vào. Hảo Đà đội trưởng của Gia Thiện nó chúc bóng. Hảo Đà khá nguy hiểm. Đó là một tình huống mà thủ thành Tướng Hoàng đã chơi hay. Chắc chắn là chúng ta vẫn đang chờ đợi bàn thắng xuất hiện thì may ra mọi thứ trở nên cực kỳ hấp dẫn. Hảo Đà. Vẫn là Hảo Đà. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quả đá phạt trực tiếp này dành cho Gia Thiện kết thúc. Và như vậy thì số là 1-0 dành cho Gia Thiện. Đó là một quả đá rất đẹp mắt đến từ cầu thủ áo số 8 đúng không ạ? Khánh Duy. Vẫn là Chế Trường. Và chạy chỗ khá hay coi dành cho Gia Thiện. Bên trong đó là Hảo Đà. Lập tức đã có sự tiếp ứng đến từ Hảo Đà. Minh Khánh. Hảo Đà không vội vàng. Các bạn thì đội bóng đỏ vẫn đang cố gắng với việc đá bóng coi dành cho Gia Thiện vẫn không được. Anh em xem nha, giải đấu khán giả ngồi xung quanh sân để xem. Wow, hoành tráng. Quá đông rồi. Ngồi xung quanh sân. Giải đấu ở Quy Nhơn. Bên đây có một số khán giả đi sau thành để coi nữa. Dành cho đội bóng là sẵn sàng.
Và đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng để khép lại lượt trận đầu tiên, trận đấu mở màn của Gia Thiện cùng với Nội Thất Kiến Duy với tỷ số 4-0. Ok, giờ thì trao giải cầu thủ xuất sắc cho Chí Trường với một trận thi đấu hết sức tuyệt vời. Cầu thủ trẻ đang tập lò Quy Nhơn Bình Định lúc nãy cũng có riêng cho mình một pha solo đẳng cấp nữa. Mời anh em thưởng thức. Hảo Đà cơ dành cho Gia Thiện, quá hay. Và như vậy đó là một pha độc diễn dành cho Chí Trường, tỷ số là 3-0. Đây rồi, Tài Di Maria đi rồi. Này coi Tài Di Maria đá trận này nè. Nãy giờ tặng rồi. Hả? Nãy giờ tặng rồi. Rồi diễn xong rồi. Mới chào cầu thủ sắc thấy không? Đúng rồi. Nãy diễn giữa hiệp đây sung lắm. Ok thôi chúc chiến thắng nha. Rồi. Yeah. Đây Mon bầu đây. Rồi chiều mặc bộ đồ khác. Giờ đồ khác. Nhận không ra luôn. Chuyên nghiệp quá. Bún đầu về nhà gặp đối thủ là Vương Bảo FC, đội bóng đến từ mảnh đất 78 Phú Yên, đi 100 cây số lên đây đá đó nha anh em. Ghê chưa. Một mùa giải mà Bún đầu về nhà họ cũng đang có những sự đầu tư ở trong đội hình của mình. Họ có Tadi Maria người đang được tung vào sân ngay từ đầu và đảm nhận ở vị trí cao nhất trên hàng công của họ. Một pha áp sát rất nhanh đến từ Tadi Maria. Vừa bảo chắc chắn họ đang đi rất kỹ đối với Tadi Maria. Sự kèm cặp đối với cầu thủ áo số 77 này. Một trong những cái chân trái đem lại rất nhiều sát thương. Toàn thắng. Quá hay. Cờ dành cho Bún đầu Vi Nha. Và như vậy tỷ số đã được mở dành cho Bún đầu Vi Nha. Pha lập công đến từ Chi Hoàng, cầu thủ áo số 6. Thanh Trà và xử lý khá tự tin đến từ Quốc Khánh. Tại Di Maria không kịp, khá nguy hiểm. Tại Di Maria chưa có nhiều sự tiếp ứng dành cho Tại Di Maria. Lê Thành. Vẫn là Tadi Maria. Rất nguy hiểm. May mắn khi đó là sự chủ động dành cho Trung Kiên. Ok. Mình sẽ bấm tốt quá. Không hề có lỗi đến từ Chi Hoàng. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Cờ dành cho Bún đầu Vi Nha. Nhưng đáng tiếc rằng cú sút bóng là đi vào xa. Điều luật mới dành cho sân 7. Lúc này chúng ta sẽ áp dụng vào luật đá biên. Thành Trà khá nguy hiểm. Đó là một tình huống bằng sắc cao. Một chút nữa mà thôi. Có vẻ như ban huấn luyện của đội bóng vừa bảo đang đứng sẵn lên. Nhưng đá tiếp đàn và đánh đầu bóng đi ra ngoài. Một diễn biến vô cùng hấp dẫn đến từ Bún đầu Vi Nha và Vương Bảo. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội bóng Hồng. Chú trái khá nguy hiểm. Đó tiếp tục là câu trả lời.
Đây sẽ là cơ hội dành cho đội bóng Vương Bảo. Không có lỗi của Tadi Maria. Thanh Trà rất nguy hiểm. Một tình huống mà Thanh Trà đã áp sát rất gần khả năng. Lúc này trọng tài chính đang cầm sẵn trên tay một tấm thẻ vàng. Gia Bảo, Tadi Maria. Vẫn đang là bốn đầu về nhà. Tuyến ơi, chưa thể có một pha kết thúc dành cho Tadi Maria. Và đây sẽ là cơ hội phản công. Sumri, Sumri cầm bóng rất tự tin. Vẫn là Sumri. Bên trong là Văn Quốc. Sumri, bốn đầu về nhà, họ đã lùi về kịp thời. Họ lùi về một cách rất nhanh chóng. Quốc Khánh, cơ hội không vào. Chính xác là một đường chuyền ngang của Quốc Khánh dành cho Văn Quốc. Gia Bảo, bóng đang thuộc về kiểm soát của bốn đầu về nhà. Tadi Maria, ba phút bù giờ rồi. Như vậy thì thời gian bù giờ cho hiệp hai, cho hiệp một chúng ta sẽ là 3 phút. 3 phút dành cho thời gian bù giờ của hiệp một. Điều rằng với quãng thời gian này sẽ giúp cho bốn đội về nhà hoặc là Vương Bảo tìm kiếm bàn thắng hay không. Một tình huống đã có sự can thiệp rất nhanh đến từ trọng tài sau khi lỗi thuộc về Sumri. Vương Bảo đang muốn xem lại với VAR và chúng ta hãy cùng chờ xem những quyết định đến từ trọng tài. Lỗi đã theo hỏi. Không. Đấy, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Tình huống đây thẳng xẹ nó chạy cái tay nó đúng không? Công nhận không? Được chưa? Ok. Không phải cúi nhưng mà cái này không đủ trên lưng nữa. Như vậy khách hàng sẽ không có một tấm thẻ nào dành cho vị trí của cầu thủ áo số 11 bên phía bốn đầu về nhà, đó là Văn Thắng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quả đá phạt này đến từ bốn đầu về nhà. Được chúc bóng đang là Văn Thắng. Rất nguy hiểm. Một pha phá hụt bóng và xem chút nữa là một tình huống đốt lưới nhà. Trận banh diễn ra nhanh. So với trận trước thì hai đội quyết tâm hơn. Thế trận có vẻ là hơi nghiêng về phía của bốn đầu về nhà. Nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng được. Một vài cơ hội hiếm hoi của cao thủ Vương Bảo đã có bàn gỡ hòa. Anh em thấy là không phải là cứ chiếm thế trận là sẽ có bàn thắng nhiều đâu. Phải tận dụng cơ hội cách triệt để. Hồi trước đây là bóng ra biên, ném biên thì khó kiểm soát bóng lắm. Nhưng bây giờ là đá biên là chắc chắn bóng ra biên là mình sẽ dễ dàng kiểm soát bóng hơn. Bởi những đường chuyền nhỏ hay những đường chuyền dài về goal hoặc là chuyền thẳng vào khung thành để tạo ra cơ hội. Ném biên thì sẽ không làm được điều đó. Cứ mỗi lần có một pha đá biên ở gần chấm thành góc hay ở phía đây là sẽ có thể là tạo ra một pha tạt thẳng vào khung thành để đánh đầu. Cơ hội nhiều hơn, bàn thắng thấy nhiều hơn. Ok, sân này có vẻ là hơi dài, bề ngang thì hơi hẹp so với các sân mình hay đá ở Sài Gòn. Đó, cùng xem tiếp hiệp 2 nhé. Vị trí của Phúc Đức. Đức Kun đã vào sân. Đức Kun đã vào sân. Bóng và thực hiện còi đá biên dành cho Vương Bảo. Sumri. Sumri đó mặt với nhất là hai cầu thủ cùng bốn đầu về nhà. Và đó là một pha cá bóng thành công của Tadi Maria. Đây là sân là còi dành cho Tadi Maria. Cái bóng không vào. Trời ơi. Đó là một cú sút chưa trúng cầm bóng đến từ Gia Bảo. Dù rằng cả Chiêu Hoàng và Tadi Maria đã có những pha phối hợp rất hay. Thanh Trà. Cơ hội dành cho Vương Bảo và đó là Văn Quốc, tỷ số 2-1. 2-1 dành cho câu lạc bộ Vương Bảo FC. Những sai lầm đã bị trừng phạt và đó là cú đúp bàn thắng dành cho Văn Quốc ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cú đá phạt này dành cho Tadi Maria. Không được. Như đó, một tình huống mà Tadi Maria muốn hướng về góc chết khung thành của trung kinh. Họ đang gia tăng cho hàng công và chắc chắn đang rất muốn Quốc Vân sang hai cái tên mới được tung vào. Đó đều là những cầu thủ trẻ. Ở trong những phút sắp tới của hiệp hai, một diễn biến của thế trận đang có rất nhiều thử thách và khó khăn dành cho. Rất cố gắng coi dành cho Vương Bảo. Pha xử lý hay. Liên tục là những pha đảo chừng.
Có hỏi không được. Nhật trí. Chị Hoàng gọi dành cho bút đầu biên nha, nhưng không vào. Nhật trí. Quá khó để cho Nhật trí chuyền bóng thành công. Và nó tìm tới đúng vị trí của Gia Bảo. Trung Kiên. Văn Quốc. Không vượt qua được chảo số 14, đó là Văn Nhớ bên phía đội bóng bút đầu biên nha. Nhật trí. Một động thái ép xin áp sát rất nhanh đến từ Sung Ri. Cờ dành cho Vương Bảo, qua người ấy đưa bóng vào. Xem chút nữa đó sẽ là một pha băng cắt thành công dành cho Quốc Bảo. Một bóng lực căng ngang đến từ chảo số 16, giờ là Vũ Danh. Sung Ri. Cơ hội. Và đó là bàn thắng thứ 3, 3-1 dành cho Vương Bảo. Pha lập công đến từ cầu thủ áo số 19, người được tung vào sân ở trên băng ghế dự bị. Vương Bảo họ đang có một hiệp đấu vô cùng bất ngờ và thành công. Đó là hiệp 2. Cờ dành cho bút đầu biên nha. Góc sút vẫn là không nhiều đối với Nhật Trí. Đánh đâu, khá nguy hiểm, không có một chéo hồng nào phía trong. Vẫn là Chi Hoàng. Tadi Maria rất cố gắng với những pha đá bóng cơ hội. Và như vậy đó là bàn thắng thứ 2 dành cho bóng đầu Viên Nhà. Một cú đá sắc nhanh để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Cờ dành cho Vương Bảo. Cơ bào. Lần này thì thủ thành đó là Quốc Sang đã chơi tốt. Gia Bảo. Rất nguy hiểm. Một tình huống mà thủ thành Trung Kiên cũng đã có câu trả lời so với Quốc Sang. Cả hai thủ môn đều đã chơi rất hay ở những cú sút vừa qua. Tadi Maria. Và mở cánh, Chi Hoàng không được. Chi Hoàng lại quá vội vàng với quyết định cuối cùng. Được truyền ra tuyến 2. Chắc chắn Vương Bảo họ không còn quá vội vàng. Cơ hội dành cho Vũ Danh ở phía trong. Và cơ không vào. Hoàng hồ thủ thành Quốc Sang. Một tỷ số sát sao lúc này đến từ các hàng đá bóng. Chúng ta đang hồi hộp chờ xem. Kết thúc. Và đã chơi đến từ Vũ Danh. Vẫn còn không bao. Ở trong một thời điểm mà lúc này đội bóng áo hồng đang rất muốn đẩy bóng lên phần sân của Vương Bảo, nhưng họ đang để cho đối phương pressing trên phần sân của mình. Gia Bảo. Vẫn là Gia Bảo. Rất tự tin nhưng không vượt qua thế kịch. Cùng với đó là sự hỗ trợ đến từ cầu thủ áo số 16, Tadi Maria. Cõi cơ bào. Nhưng quá hay, Trung Kiên đã cứu một bàn thua trông thấy dành cho Vương Bảo. Khá nguy hiểm. Cõi dành cho Vương Bảo. Rất điềm tĩnh. Không kịp. Một pha thi đấu rất lăn xả đến từ Quốc Vinh. Tadi Maria, cái bóng vẫn còn đó dành cho bốn đầu Viên Nha. Tadi Maria. Lên. Chi Hoàng cơ hội không bao. Và che chắn rất tốt đến từ hàng phòng ngự của Vương Bảo. An Nam. Đây là Vũ Danh. Tadi Maria. Sự cố gắng của Tadi Maria vẫn còn. Tadi Maria. Những phút rất hồi hộp dành cho bốn đầu Viên Nha cùng với Vương Bảo. Những đường truyền ra thì nó lại phá vỡ đi sự kỳ vọng đến từ bốn đầu Viên Nha. Họ đang rất kỳ vọng với những pha tấn công. Hết pin rồi. Đây đây, 2 phút nữa đây đây.
đuổi hết rồi. Đây chắc chắn là một trong những trận cầu được đánh giá hay nhất ở trong ngày khai mạc. Tadi Maria rất cố gắng để cứu bóng dành cho huấn luyện viên nhà nhưng lại không thành công. Hết tình huống này, hết giờ mới cha. Tôi sẽ cùng chờ xem. Khá nguy hiểm, khá bao. Một lần nữa thì quân sàn lại chờ quay. Và như vậy thì đó sẽ là tình huống cuối cùng để khép lại diễn biến giữa Vương Bảo cùng với Bú Đầu Viên Nhà. Một tỷ số sát sao đó là 3-2 nghiêng về cho Vương Bảo và sẽ đứng nhì với người Việt bảng A sau khi có được 3 điểm cho mình. Và xếp trên sẽ là Gia Thiện. Chắc chắn sẽ là sự đối thích dành cho Bú Đầu Viên Nhà, nhưng họ vẫn còn đó là những lựa chọn tiếp theo. Đội của Tài Di Maria thua trận này không có nghĩa là bị loại nha. Vẫn còn 2 trận để tự quyết tấm vé vào vòng trong nè. Hy vọng là 2 trận sau đội sẽ thi đấu may mắn hơn. Trời đất ơi, hồi chiều nó giỡn giỡn. Thiệt ta ơi. Đá sân bên kia. Xong qua đây. Hợp lý. Hợp lý thiệt. Hợp lý thiệt. Rồi cảm ơn hậu nha. Tiếng người lấy mà dồn 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 lên cho cái xác xếp đầu vô. Đó, đi dạo vòng quanh rồi có gì nè. Tôm hùm nè anh em. Cá mú. Cá chim. Dẹ. Yeah. Bên đây có nhạc lớn quá. Không biết là có dính bản quyền không đây. Dẹ. Yeah. Đây gì nữa. Tôm hùm. Cua. Hải sản. Cá chẽm bự quá ta. Rồi, như thường lệ anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh đón chờ clip trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye. Quên, đây chỉ là tập 1 thôi nha, còn tập 2 nữa anh em cùng chờ xem tiếp. À quên, lúc mình air clip này thì giải đấu đã diễn ra xong rồi. Gia Thiện và Bún Đầu Viên Nhà vượt qua vòng bảng, gặp lại nhau ở chung kết. Kết quả là đội bóng của Tài Di Maria đứng thứ nhì, còn đội bóng của Hảo Na thì giành chức vô địch. Ô là vui nhà vui cửa rồi, chúc mừng cả hai anh em nhé.